Em chào tất cả bác. Đây là cái cây địa lan Hoàng Long. Cái cây này nó cũng là một cái cây khá là đẹp. Nhưng mà cần do cái cây này của em nó hơi yếu nên là cần hoa nó ngắn các bác. Còn cần hoa nó cũng đạt khoảng tầm độ 15 bông nữa các bác. Tầm khoảng 15 bông. Cần hoa to cao dài đẹp cân đối với lá. Cái cây Hoàng Long này thì nó có thân lá nó xem xem với cái cây vàng lá võng, nhưng mà nó cái độ võng ít hơn các bạn. Cái này lá nó to bản hơn và võng ít hơn. Cái này thì nó cũng là cây rất là đẹp. Cái này thì lá nó cũng dài khoảng tầm xem 60 cm và to khoảng 3 cm các bạn. Còn cây vàng lá võng thì cái độ võng nó nhiều hơn. Cái này thì nó độ võng nó ít hơn. Độ võng ít hơn các bạn. Nó lên cao khoảng tầm độ 30 đến 40 cm xong bắt đầu có ngả ra xong là võng xuống đây các bạn. Đấy, cao lên điểm. Cái này thì nó cũng không mất cần. Cái cây không mất cần các bạn. Cái cây Hoàng Long này thì được cái là nó có một cái thân lá khá đẹp. Thân lá đẹp các bạn. Thân lá đẹp, nó lên cong vừa phải chứ không quá thấp. Nó lên cao từ gốc lên khoảng tầm 30 cm các bạn. Và hoa của nó thì cũng từ bắt đầu từ hết tầm lá thì nó bắt đầu có hoa. Và cây này thì nó cũng là một trong những cây màu rất là lạ. Cái này thì nó là màu vàng đồng chứ nó cũng không hẳn là cam. Nó là vàng đồng mà nó có một chút màu xanh. Xanh vàng và màu gọi là màu nâu, màu nó hơi màu giống màu đồng ấy. Màu đồng. Chứ nó cũng không hẳn là màu cam. Nó cũng là một cái màu cũng rất là lạ. Cái này thì nếu mà các bác nào chơi trước ấy, thì biết ngay là cái cây này người ta gọi là cây không giống ai. Tại vì hồi nó nở thì ít, nó có ít những cây màu này. Và đến bây giờ thì cây màu này thì nó vẫn là rất ít. Vẫn là rất ít các bác. Thế nên là trước thì người ta gọi là không giống ai, nhưng mà nghe không giống ai nghe về tên nó không hay lắm. Nhưng còn cái màu này vì cái màu nó rất là lạ nên về sau thì được gọi tên là Hoàng Long. Và gọi tên thì thực ra thì nó chỉ là để nhớ cái mặt bông thôi các bác. Nhớ mặt bông cái cây màu vàng đồng này rất là lạ. Và cái này thì cần hoa nó khá to cao. Cần hoa nó to cao và nó cũng dày bông các bác, nhiều bông. Để mà những cái cây địa lan ấy mà có cái màu này là nó ít xuất hiện hơn là xanh vàng các bạn. Xanh hoặc vàng hoặc là xanh vàng ấy thì nó nhiều hơn là cây màu đồng này. Những cây màu đồng thì nó ít hơn các bạn. Còn cái màu lý lại khác các bạn nhé. Màu xanh lý lại khác. Màu xanh lý thì nó lại là màu kiểu khác, kiểu cây lý lại khác. Còn cây này thì nó dạng vàng hồng hồng, nhưng mà nó hồng lại hồng nâu chứ nó không phải hồng tươi như là cái màu cam. Màu này thì nó giống màu đồng. Nói chung trông nó lạ. Cây này nó rất lạ. Và cái bản thân cây này là nhà em hoa yếu thôi. Sang năm nó nở thì ổn định hơn, chậu nó cây nó thuần hơn thì có thể là sẽ đẹp hơn, thì em sẽ quay kỹ hơn, chi tiết hơn về thân lá cũng như hoa các bạn. Còn đây thì em quay gọi là lấy tư liệu, giữ lại tư liệu để về sau mình có thể xem lại cái sự thay đổi của nó. Và để khi mà các bác nào chưa biết về cây Hoàng Long này thì các bác có thể xem thêm. Để các bác nhìn mặt bông, các bác tìm hiểu xem là cây nhà mình nó như nào các bác. Thì cây Hoàng Long này nó cũng là một cây rất là đẹp. Ngoài ra thì em cũng có giới thiệu rất là nhiều cây trên kênh Thiên Đại Ngàn Hoa. Các cây thì là các màu. Thì em thấy là cây này màu này nó cũng lạ các bác. Em thì cũng không có người sổ ra cái này đâu. Người sổ ra cái này thì là người chơi từ rất lâu rồi. Người ta sổ ra thì người ta gọi một cái tên thì bây giờ em cứ gọi tên theo như vậy. Bởi vì mình người chơi sau. Thì các bác cứ gọi nào thì mình nghe vậy thôi các bạn. Thì các bác xem thêm, tham khảo thêm một số cái cây. Ví dụ những cây nào có nhiều tên là em cũng đều nói hết các bạn. Cây nào có nhiều tên em nói hết để cho nó đỡ bị nhầm lẫn. Thì các bác có cần tư vấn về các cây hay là cây này hay cây nào thì cứ nhắn tin cho em về các loại hoa lan cũng như một số những loại hoa khác. Thì cứ nhắn tin vào số điện thoại cho em các bác nhé. Thì em sẽ trả lời tin nhắn ở Zalo hoặc cái tin nhắn bình thường các bác. Em cảm ơn tất cả các bác. Em chào các bác.